để kịp thời động viên tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện phối hợp với các đơn vị và các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên phụ nữ công an huyện đã đến tặng quà và động viên các tân binh trẻ trước khi lên đường làm nhiệm vụ trực tiếp đến trao quà và động viên các tân binh có đồng chí bùi huy toàn phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tại ban chỉ huy quân sự huyện, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân huyện và đoàn công tác của huyện đã tặng quà động viên tinh thần các thanh niên và đã ân cần thăm hỏi động viên tinh thần các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Đồng thời mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy vai trò sung kích, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, phát huy sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, tích cực tham gia phong trào của đơn vị, thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện kỷ luật nghiêm phần đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân đối với thế hệ trẻ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động công tác nắm và quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ giữa các đơn vị địa phương với hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nên trong những năm qua huyện Ngọc Lặc đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân giao đảm bảo đủ số lượng chất lượng qua đó phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia giữ gìn bảo vệ an ninh chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc